Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay là cuối tuần thì mình xin chúc cho mọi người và gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe nè, có những buổi tiệc cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc anh em nhé. Đến với lại chương trình ngày hôm nay thì theo nhu cầu của một số anh em trong thời gian qua cũng có nhắn về cho mình. Mọi người chia sẻ rằng nhà mình không có không gian, với lại là không có diện tích để mình xây hồ cũng như là làm những cái hồ lớn để mình nuôi cá koi. Thì anh em muốn làm những cái mô hình mini tầm cỡ khoảng 1 đến 200 lít bằng bể kính á, để mình nuôi cá vàng hoặc là cá ba đuôi để có cái không gian xả stress, thì anh em hỏi mình là Nhân có những cái mẫu hồ đó hay không, có thể là chia sẻ lên để cho mọi người tham khảo. Ngày hôm nay thì để đáp ứng cái yêu cầu của mọi người, mình đã được sự đồng ý của em Khoa ở tỉnh Đắk Lắk á, thì mình mời mọi người cùng với lại mình sẽ theo chân của mình ha, ghé nhà của em Khoa để mình tham quan cái mô hình bể kính tầm cỡ khoảng gần 200 lít của Khoa. Cái thứ hai là Khoa sẽ giới thiệu cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ Khoa đang vận hành. Hồ của mình hoạt động được hơn 1 năm rồi mọi người. Để ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình đang có cái dự định làm những cái mô hình hồ mini tầm cỡ khoảng gần 200 lít bể kính á, mình nuôi cá ba đuôi hoặc là cá vàng, thì mình có thể là tham khảo cái cách làm lọc của Khoa vào bên trong hồ của mình luôn nhé. Thì hồ này của Khoa cái chiều dài của mình là 90 anh em nhé. Chiều ngang của mình là 45 và mực nước trong hồ hiện tại bây giờ là 40. Thì mình tính ra thể tích nước bể này của Khoa nó tầm cỡ khoảng 160 lít nha mọi người. Trong hồ thì hiện tại bây giờ Khoa đang nuôi 3 dòng cá. Cá ranh chu nè, rồi cá Oranda. Oranda là hai game đuôi dài đó mọi người. Và cá thần tiên. Tâm sự với lại anh em một tí xíu là hồi trước á, mình cũng rất là đam mê nuôi cái hai game cá đuôi dài trong hồ của Khoa nha anh em. Nhưng mà lúc trước là mình nuôi thất bại. Có nghĩa là mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ về cái hệ thống lọc, nên là chất lượng nước xử lý không có được tốt anh em. Rồi cá nó bị rần nước á. Nó nuôi không có được. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là cá vàng Ranchu với lại là cá koi của mình á, cái hệ thống lọc nó có khác nhau hay không. Thì chia sẻ với lại anh em, cá nào cũng vậy á mọi người. Tại vì đây mình cũng đã trao đổi với lại Khoa rồi, Khoa cũng chia sẻ là cái thời gian đầu khi mà nuôi cá trong hồ á cũng gặp trục trặc mọi người, cá nó cũng hay bị bệnh lắm. Rồi sau một cái thời gian tìm hiểu thì Khoa quyết định là nâng cấp cái hệ thống lọc của mình lên. Như mọi người biết rồi, những cái hồ mà tầm cỡ khoảng gần 200 lít giống như của Khoa đó, anh em mua ngoài tiệm thì người ta hay bán cái dạng lọc tràn mà bằng mũ á mọi người, ở trên nó xanh đen đó, rồi bơm để trực tiếp bên trong hồ thì mình bơm lên luôn đó, thì cái lọc đó nó xử lý không có được tốt. Thật sự nếu mà anh em nào hiện tại bây giờ muốn nuôi cá mà xài cái lọc đó thì mình khuyên mọi người nên bỏ đi, đừng có mua cái đó chi nó tốn tiền, nó lọc nước không có tốt đâu. Mình thiết kế lọc chế hoặc là mình sử dụng cái dàn lọc chéo á, cái này là Khoa đang sử dụng lọc chéo nha. Nếu mà anh em nào nuôi cá vàng, cá ranchu rồi đó, cá ba đuôi mà nói lọc chéo thì chắc mọi người biết, có nghĩa là nước mình sẽ lấy từ ngay hồ của mình nè ra bên ngoài cái hệ thống lọc, giống như cái kiểu lọc dưới vậy đó mọi người đó, rồi bơm mình sẽ để bên ngoài luôn, thì như vậy nó sẽ xử lý nước cho mình tốt hơn. Hiện tại bây giờ thì mình thấy cái kiểu lọc này anh em xài cho hồ kính rất là nhiều, nó không còn sử dụng theo cái kiểu truyền thống giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì mình thấy là giống như mình mua hồ ngoài tiệm á, thì người ta bán bơm xong rồi về mình bơm lên cái dàn lọc mũ mà nãy mình nói với lại anh em đó, vậy là ở trên nó màu xanh đen rồi trong đó bỏ mấy miếng gòn. Thì tâm sự với lại mọi người một tí xíu là hồi đó đó mình mua về mình không biết xử lý nước và thất bại, có nghĩa là nước nó dơ, cá của mình nó bị rần nước mọi người. Rất đam mê luôn mà không biết cái cách làm sao để mà nuôi nó khỏe được. Thì ngày hôm nay thông qua video này cũng như thông qua hồ của Khoa đó, thì mình muốn nhắn gửi cũng như là trả lời câu hỏi của một số anh em hỏi mình, đó là cá vàng, cá ba đuôi, cái hệ thống lọc của nó có khác gì so với lại là cá koi hay không. Thì theo mình á, cá nào cũng vậy mọi người, đòi hỏi là nó phải sống được trong một cái môi trường, chất lượng nước của mình được xử lý tốt, thì như vậy là con cá của mình về mặt màu sắc nè, về cái sự phát triển nhìn nó mới là coi như là tối ưu được. Còn nếu mà con cá của anh em mua cái giá trị nó cao rồi, nhiều khi là cái hệ thống lọc của mình không chăm chút, mình xử lý nước không được tốt thì nhìn nó không có được đẹp và cá của mình nó sẽ có cái hiện tượng bị bệnh anh em nha. Nên là cái lời khuyên mình dành cho mọi người đó là trước khi mình nuôi cá thì hãy tìm hiểu về cái hệ thống lọc xử lý nước trước, có nghĩa là mình phải biết được một tí xíu cái kiến thức về cái xử lý nước, thì như vậy là cá của mình nó mới khỏe, nó mới phát triển được anh em nhé. Quay trở lại hồ của Khoa thì đối với lại những cái mẫu hồ mà bể kính á, thì ngoài cái việc mà xử lý nước tốt ra thì mình còn phải sử dụng đèn nữa nha mọi người. Tại vì cái ánh đèn khi mà nó chiếu vào bên trong hồ của mình nó sẽ góp phần giúp cho cái chất lượng nước của mình nhìn tốt hơn, màu sắc cá nhìn rõ nét và đẹp hơn. Thì cái này rất là nhiều loại đèn, thì anh em muốn chơi cái loại nào thì mình có thể là lên mạng hoặc là vào những cái trang hội nhóm để mà mình tham khảo, mình tìm hiểu để mình đặt cái đèn vào bên trong hồ của mình để nhìn nó sáng hơn và nó đẹp hơn anh em nhé.
Trong hồ thì Khoa có trồng thêm một ít cây trầu bà đó mọi người, cái rễ đó anh em thấy. Thì ngoài cái việc mà nó lọc nước thì nó sẽ giúp cho mình cảnh quan nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó có cái không khí của cái thiên nhiên hơn. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì hồ hoạt động được hơn 1 năm rồi, 1 tháng hơn gần đây là Khoa không có vệ sinh luôn á mọi người. Nhưng mà anh em thấy là chất lượng nước của mình rất là tốt, nhìn rất là đẹp nha. Anh em trao đổi với nhau thì Khoa cũng chia sẻ rất là đam mê cho các coi. Trong cái thời gian sắp tới thì Khoa cũng sẽ thiết kế làm cho mình một cái hồ để mình thả một vài em cá coi anh em nha. Còn ngày hôm nay thì Khoa nhờ mình chia sẻ hồ lên, thứ nhất là giao lưu với lại mọi người, thứ hai là giới thiệu cái hệ thống lọc để cho anh chị em cô chú nào hiện tại bây giờ mình đang có ý định làm những cái mô hình tầm cỡ khoảng 200 hoặc là 300 lít thì mình có thể là áp dụng cái cách làm lọc của Khoa vào bên trong hồ của mình luôn nha. Thì thôi ngay cái chỗ phần lọc thì mình sẽ nhờ Khoa ha sẽ chia sẻ để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn nha. Lọc ở đây của mình là có 4 ngăn. Ngăn đầu tiên là gồm có buông lọc và xử thanh. Ngăn thứ hai là mình phun xử thanh. Sang ngăn thứ ba thì là có ma tích của polyven, đá lông vũ và một ít san hô. Và ngăn thứ tư là ngăn bơm và mình kết hợp là sủi tan nét và nước được bơm từ ngăn bơm này trả lại hồ. Nước của mình rất là trong và rất là ổn định. Nhưng mà nếu như là nhà các bạn mà có thêm có diện tích thì nên dùng thêm ngăn lắng nữa thì chất lượng nước nó sẽ tốt hơn. Ở trên hồ thì mình có sử dụng cây cầu bà, vừa có tác dụng là lọc nước mà vừa có tác dụng là trang trí. Vừa rồi thì Khoa đã chia sẻ lại mọi người cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ Khoa đang vận hành. Bây giờ mình sẽ tóm gọn lại một lần nữa để cho mọi người hình dung cho nó dễ nha. Nước từ ngay chỗ hồ tránh của mình nó sẽ được lấy ra bên ngoài bằng một cái đường ống. Thì khi mà nó vào cái ngăn đầu tiên thì Khoa sẽ sử dụng cái túi lọc nè để mình giữ phân. Rồi nước sạch của mình nó sẽ đi qua những cái lớp vật liệu lọc giống như là GMAT nè, xứ thanh và cuối cùng lại ngay chỗ ngăn bơm. Bơm thì hiện tại bây giờ Khoa đang xài cái bơm 2.000 lít trên giờ. Rồi mình sẽ bơm về hồ, mình vừa làm oxy hoặc là mình làm luồng gì đó, tùy theo cái cách mà anh em chế thôi. Đó thì vận hành đơn giản thôi mọi người. Nhưng mà có một cái Khoa cũng có chia sẻ để mà anh em nào thí dụ như sử dụng những cái hệ thống lọc giống như của Khoa thì mình có thể là bổ sung thêm. Đó là làm lắng anh em nha. Anh em biết rồi, đối với lại cái cách mà xử lý nước á, nếu mà hồ mình có lắng thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì cái lắng đó nó sẽ tách biệt phân ra khỏi cái hệ thống lọc của mình luôn. Còn không thì mình sử dụng cái túi lọc giống như của Khoa cũng vẫn được. Nhưng mà cái thời gian vệ sinh thì nó sẽ rút ngắn lại. Thay vì mình có cái lắng á, thì tầm cỡ khoảng 1 hoặc là 2 tuần hoặc là 3 tuần gì đó mình vệ sinh một lần. Còn ở đây nếu mà mình không sử dụng cái lắng thì tận dụng cái túi lọc đó thì tầm cỡ khoảng 2 hoặc là 3 ngày anh em sẽ giặt nó một lần thì nó cũng vẫn đáp ứng đủ cái điều kiện để mà xử lý nước cho hồ của mình nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại Khoa đã giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá coi như là Rancho nè, cá vàng, Oranda, nói chung là để cho anh em mình tham khảo. Để nếu mà ở nhà mọi người mình không có không gian, diện tích mình muốn làm những cái mô hình nhỏ thì anh em có thể áp dụng theo cái cách làm của Khoa nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó Khoa, anh chúc em và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe, công việc của Khoa làm ăn ngày càng phát đạt nha. Nếu như mọi người xem video, anh em thấy những cái mình cũng như là Khoa chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.